Nè, mau trang điểm cho đẹp đi. Lê công tử đã tới bên ngoài chờ ngươi đó. Ở đó gì? Ê, sao vậy? Có sao không hả? Có sao không vậy? Có sao không? Sao vậy? Hả? Hạnh à, có sao không vậy? Hả rồi, mắc nghẹn thôi. Người gì á, thiệt là ham ăn hút uống. Làm cái gì á, ta cũng không ưa nổi hết. Nếu không gì có việc nhờ ngươi á, ta cho ngươi á chết mắc nghẹn luôn cho rồi. Mau trang điểm cho đẹp đi, Lê công tử đang đợi ngươi ở ngoài á. Bà nói Lê công tử đến đúng không? Con gái còn lứa gì mà mất nết. Mày sẽ làm gì giờ ta? Đeo trâm nào? Trâm nào? Còn phải đánh mắt môi son. Ờ, hay là đeo cái này. Phiền công tử đợi lâu, thù hạnh nó sẽ ra ngay. Dạ không có chi, giờ ghé thăm mà không báo trước nên con thấy mình cũng hơi đường đột. Vì mấy ngày qua con qua làng bên biếu quà cho các thầy đồ, hôm nay mới về nhà lại nghe tin tiểu thư bị lâm bệnh nên con tức tốc qua thăm. Công tử thiệt là có lòng mà. Gì? Thu Hạnh. Quỷ thần thiên địa ơi, người gì mà đẹp trai tuấn tú khôi ngô dễ sợ, muốn chết chìm trong đó luôn. Thu Hạnh à, con tiếp chuyện với công tử. Dì vô trong pha trà cho cha con. Công tử cứ tự nhiên nha. Dạ. Dạ. Chẳng hay bệnh tình của tiểu thư đã thuyên giảm chút nào chưa? Bây giờ thấy trong người thế nào? Tiểu thư, Thu Hạnh tiểu thư, cô có bị làm sao không? Dạ chào công tử, tôi là Thu Hạnh tiểu thư. À không, tiểu thư Thu Hạnh. Tiểu thư có làm sao không? Nếu thấy trong người không được khỏe thì tại hạ xin cáo từ. Đừng có đi. Ý của tôi là công tử đừng có đi, ở lại chơi. Mời công tử an tọa. Được công tử ghé thăm Thu Hạnh này thật là vạng hạnh lắm. Thật vinh hạnh cho Thu Hạnh. Có phải tiểu thư thời gian qua bị bệnh nên tinh thần hơi bấn loạn, nên ăn nói có phần hơi loạn xạ? Tại công tử đẹp trai quá nên bấn loạn chứ đâu phải bệnh. Đúng là Lê công tử hiểu thấu được lòng người. Người gì đâu á, vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa. Ủa, tôi nói cái gì sai sao mà công tử lại cười tôi vậy? À không, tại ta phát hiện nàng nói chuyện thật là có duyên, lại có cách pha trò thật là hóm hỉnh. Tiểu thư. Công tử nói tiếp đi. Do trước đây ta phải lên kinh thành tá túc nhà bá phụ, lo dùi mài kinh sử. Dù hai bên gia đình có đến ước nhưng chưa có dịp tạng mặt để đàm đạo hàn huyên. Sẵn đây Hả? Sẵn đây rồi sao nữa, công tử nói tiếp đi. À, ý ta nói sẵn đây cho ta được thường xuyên tới thăm nàng, được cùng nàng ngâm thơ đọc sách, đàm đạo văn thơ. Thường xuyên tới đây hả? Nếu như tiểu thư không thích thì ta xin rút lại lời. Ê, đừng có rút lại, cứ như vậy nha.
Nếu như vậy tiểu thơ đã chấp thuận, trong lòng ta rất là vui. Ta cũng vui lắm, ta vui nhiều lắm. Uống nước đi. Công tử uống nước đi. Nè, bà làm gì bà đánh tôi vậy? Mày á, mày bỏ cái tật mê trai đi, không khéo sẽ làm hỏng việc của tao. Nè, tôi có làm cái gì đâu chứ? Cái bộ dạng của mày hồi nãy á, tao chỉ muốn chui xuống đất. Tiểu thư gì á mà như hàng tôm hàng cá. Mày mê trai đến nỗi mà lòi nguyên cái đuôi con vịt bầu ra kìa. Thì bà từ từ bà dạy tôi, chứ sao bà đánh tôi như vậy? Tao đánh cho mày tỉnh và mày nhớ rằng tao cho mày vào cái nhà này để ăn sung mặc sướng, làm tiểu thư chứ không phải để mê trai. Mày phải hối thúc ông ấy thay đổi chút thư. Mày dạ. Đã quên nhiệm vụ đã giao kèo trước đó hay sao? Tôi nhớ mà, nhưng mà từ từ có cơ hội tôi mới nói được chứ. Mày, mày nên liệu hồn đó nghe. Tao có thể cho mày thì tao có thể lấy lại. Tao nhắc cho mày nhớ một chuyện, đi đứng ăn ngồi, thậm chí trong giấc ngủ, mày phải nhớ là mày là tiểu thư Thu Hạnh, rõ chưa? Mày mà còn thái độ như hồi nãy nữa, không cho mày gặp Lê công tử nữa, mày liệu hồn đó nghe chưa? Dám đánh tôi hả? Không được.